Năm 238 trước công nguyên, sau khi Doanh Chính nhận mẫu, bắt đầu thân chính. Doanh Chính sinh ở Hàm Đan, nước Triệu, tên thật là Triệu Chính, thân là con tinh, chịu đủ nhục nhã ức hiếp, bị người khác liên lụy, bị quân Triệu truy sát ngày đêm. Lưỡi đao của truy binh như vẫn nằm ngay trước mắt. Sau khi về nước Tần, đổi tên thành Doanh Chính. Doanh Chính đăng cơ năm 13 tuổi, thân là thiếu chủ, nhưng vẫn bị Hoa Dương Tổ Thái Hậu và tướng quốc Lã Bất Di kiềm hãm đủ đường. Nhớ lại những nhẫn nhục từng trải qua, Doanh Chính như con mãnh hổ kiềm hãm lâu ngày, chuẩn bị nuốt chửng thiên hạ. Doanh Chính diệt trừ tận gốc dây cánh của Lao Ái, tướng vị của trọng phụ Lã Bất Di cũng bị hầm hè tới. Điện lễ. Tạ ơn đại vương. Giải môn khách phản đảng vào điện, tạ tội với đại vương. Đại dương tha mạng. Xin đại dương tha mạng. Đại dương tha mạng. Đại dương tha mạng. Đại dương tha mạng. Đại dương, Trường Tín Hầu và phản đảng tội đáng tru di, nhưng người ở Môn Khánh vẫn chưa tham gia vào phản quân của Trường Tín Hầu. Thần cho rằng trục xuất họ ra khỏi cung, đầy làm thường dân, có thể miễn chết. Đại dương, lời của Trương đại nhân chí phải. Đại dương tha mạng. Đại dương tha mạng. Đại dương tha mạng. Lao Ái tạo phản, muốn chiếm đoạt Đại Tần ta, lấy mạng của quả nhân. Nếu buông lỏng đề phòng, thiên hạ ai cũng có thể bất trung với ta hay sao? Bất luận là ai, ai cầu xin cho phản đảng, giết chết không tha. Giải xuống. Đại dương tha mạng. 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 Đại dương. Đại dương, tin tức truyền về nói Lao Ái dẫn theo thân tín đã trốn khỏi Lạc Dương rồi. Tên gian đồ Lao Ái để che mắt người khác chắc chắn sẽ trốn trong nhà dân. Khanh truyền lệnh xuống, quả nhân sẽ đích thân đi bắt hắn. Dạ. Thôi cái này bán sao đây? Để chút đi. Rồi lấy hai cái. Sư muội à, muội đừng buồn nữa. Bảo muội cải trang Nam Nhi chủ yếu là để an toàn. Tiểu sư đệ tuấn tú này, uống với sư huynh một chung đi. Sư huynh à, huynh đừng chế giễu muội nữa mà. À đúng rồi, Giả Dương chắc ở gần đây thôi. Đại Dương bị Tần Dương đẩy tới Giả Dương chắc cũng nhiều năm lắm rồi. Nhớ năm đó Đại Dương đối với Công Tôn gia đúng là tử tế vô cùng. Không biết bây giờ Đại Dương sống ra sao nữa. Có lẽ bây giờ Đại Dương vẫn chưa biết chuyện Bộc Đường đã thất thủ. Sư huynh nè, Già Gia kêu chúng ta tìm Lỗ Câu Tiễn Đại Hiệp. Thời gian trước nghe nói Lỗ Câu Tiễn Đại Hiệp từng bái vào môn hạ Tính Lăng Quân làm thực khách. Nhưng Tính Lăng Quân qua đời nhiều năm lắm rồi, môn khách cũng lưu lạc khắp nơi. Nếu muốn tìm Lỗ Câu Tiễn Đại Hiệp, chúng ta phải thăm dò rất nhiều đó. Nhị vị khách quan dùng thông thả. Đa tạ. Đa tạ. À xin mời. Khách quan, rượu của ngài đây. Mời dùng.
Từ khi tướng quốc có 10 vạn hộ ở quận Tam Xuyên Lạc Dương thì Lạc Dương càng lúc càng hưng thịnh. Lạc Dương là vùng đất giàu có, tướng quốc trước là thương nhân, đương nhiên sẽ biết cách tận dụng ưu thế. Nhưng lần này đến Lạc Dương, Dương huynh đã thông suốt một chuyện rồi. Chờ ta nắm được đại quyền, ta sẽ chuyển tất cả những thương nhân giàu có tới Hàm Dương, giảm thuế má, miễn lao dịch, cho họ an cư ở Hàm Dương. Những người giàu có xem trọng tiền tài hơn quốc cách. Nếu Đại Tần có thể cho họ một cuộc sống tốt hơn, thiên hạ ai là vua, bọn họ cũng không bận tâm. Dương huynh anh minh, nếu có thể tập trung tiền bạc trong thiên hạ tới nước Tần, quốc lực của nước Tần sẽ càng cường thịnh. Như vậy công tử, ai nói cũng có lý. Đây. Tiểu cô nương này có bộ các người tính làm gì chứ? Các người muốn làm gì vậy? Đi chơi với bọn ta được không? Nè nè nè, đi đâu vậy? Thả ta ra. Uống rượu cho bọn ta đi. Thả ta ra. Vui vẻ thôi mà, có gì đâu. Sư muội, làm gì vậy? Buông tay ra đi mà. Đi nha. Chưa chịu cút. Đây. Hai vị thiếu hiệp thân thủ khá lắm. Công tử cũng vậy, giữa thời loạn thế công tử có lòng hiệp nghĩa như vậy quả thật rất đáng quý. Thiếu hiệp khiêm tốn rồi, đã cùng chung chí hướng, bốn công tử mời hai vị uống rượu kết bằng hữu được chứ? Mời, cạn. Nè, Triệu công tử. Cạn. Gặp gỡ tức là duyên phận. Đây, uống. Nào. Triệu công tử, không biết các vị tới Lạc Dương làm gì? À, bọn ta là thương nhân đi ngang đây. Nghe nói nước Tần bây giờ đang tấn công tới nước Triệu, binh mã loạn lạc, tốt nhất mọi người nên cẩn thận. Phải đó Triệu công tử à, mẫu quốc của mình đang bị uy hiếp, chắc trong lòng mọi người cũng không dễ chịu gì. Bọn Bạo Tần đúng là quá ngông cuồng, lục quốc yên bình không phải tốt hơn sao? Cứ phải đánh tới đánh lui khiến ai nấy đều lo sợ. Triệu công tử, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để lục quốc liên kết chống Tần. Ê, chuyện đó nói xong, hiếm khi gặp được hai huynh đệ chung chí hướng. Đêm nay không sai không về. Không sai không về. Quỳnh cẩn thận, bước lên. Bước lên. Sư muội. Sư muội. Sư muội. May mà lúc nãy sư huynh không gọi sư muội, nếu không đã bị người ta phát hiện ra thân phận rồi. Cuối cùng ta cũng bắt được muội rồi. Không được rời xa ta nửa bước, thiếu một ngày cũng không được. Cô biết không sư muội? Thank you.
Khách quan, ngài không sao chứ? Sao cậu lại ở đây? Huynh, tại sao huynh lại ở đây vậy? Câu đó tôi hỏi mới đúng. Đây vốn là phòng của tôi mà. Đây là phòng của cậu sao? Đúng đó. Xem ra tối qua quả nhân uống say quá nên vào nhầm phòng. Quả nhân? Con người ta là vậy đó, lúc uống say giàu hay thích tự xưng là vua. Tôn thiếu hiệp, cậu đừng chê cười. Thật ra ta không thích ngủ chung với người khác cho lắm. Tôi cũng vậy. Đằng nào cũng ngủ rồi, ta còn buồn ngủ, ngủ thêm lát đi. Khoan đã. Khoan đã. Triệu công tử à, hay là huynh ra ngoài trước đi ha. Ra ngoài? Đi đâu chứ? Tôi muốn thay y phục. Trời đất, cậu thay thì thay đi, ai cũng là nam nhi, cậu sợ cái gì chứ? Cậu thấy ngại sao? Ngại thì để ta cởi cho. Nè, nam nhi mà cậu sợ cái gì chứ? Vậy đi, ta cởi của ta trước. Không, đừng cởi. Tôn thiếu hiệp, cậu cẩn thận thật đó. Chắc không phải cậu là nữ nhi đó chứ? Tôi là nam nhi mà. Đúng rồi, cậu là nam nhi sợ cái gì chứ? Nè, để ta cởi cho. Trời công tử, nếu như huynh còn xông tới, tôi sẽ gọi sư huynh của tôi đó. Hey, xem cậu kìa, vẫn là một đứa trẻ. Bỏ đi, không trêu cậu nữa. Để lát nữa ta đi chuẩn bị ít điểm tâm, nhớ xuống ăn nha. Hả? Sao quên lỡ đi? Tối qua ta uống say đi nhầm phòng, ngủ trong phòng của sư đệ huynh. Sư đệ ta? Làm sao vậy? Mọi người đều là nam nhi, cần gì câu nệ chứ. Nè, sư đệ huynh cũng lạ lắm, cứ loay quay ấp ấp uống như nữ nhi. Ta xuống dùng bữa sáng chờ hai người. Sư huynh à, không biết tối hôm qua làm sao mà sáng sớm lúc muội thức dậy đã thấy hắn nằm bên cạnh muội rồi. Không sao đâu, hắn chưa biết muội là nữ. Tối qua ta cũng muốn say, không biết làm sao về phòng được. Muội không sao chứ? Không sao. Vậy thì tốt, chúng ta xuống ăn sáng đi, chắc muội cũng đói rồi. Đi thôi. Công tử, thám tử truyền tin tới, phát hiện tung tích của loạn đảng. Được, ta đi tạm biệt bọn họ. Triệu công tử. Ta đang tính tạm biệt hai người. Triệu công tử tính đi đâu vậy? Ta có một chuyến hàng mới, ta phải đi xem một chút. Bữa sáng đã chuẩn bị cho hai người rồi. Phải, hai huynh đệ có kế hoạch gì không?
Ta và sư đệ ta, ta sẽ tiếp tục đi tìm Lỗ Câu Tiễn đại hiệp. Được, hẹn ngày gặp lại. Hẹn ngày gặp lại. Hẹn ngày gặp lại. À, đi, đi, đi thôi. Đại chủ à, tiền ăn của chúng tôi đây. Đa tạ.